Công ty Kiến trúc Phong Thủy Tâm Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú chị và các bạn chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và để đón nhận những video mới nhất của Phong Thủy Tâm Nguyên chia sẻ về những quan điểm liên quan đến kiến trúc làm nhà cũng như là những quan điểm liên quan đến ứng dụng phong thủy và công việc liên quan động thổ làm nhà, chúng ta hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất nhé. Và ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ chia sẻ đến các cô chú chị về một trong những cái suy nghĩ cũng như một trong những cái trăn trở và một trong những cái tư duy mà chúng ta trong quá trình làm nhà, đó lựa chọn màu sơn cho ngôi nhà. Thường là một trong những cái suy nghĩ cũng như những quan điểm của cô chú anh chị nó khá là bất cập trong cái yếu tố này, bởi có nhiều quan điểm khác nhau thì tức là chúng ta vẫn chưa có một cái chân quan điểm, tức là chưa có một cái quan điểm gốc để chúng ta lựa chọn cái màu sơn sao cho chính xác, để tránh cái việc là chúng ta cứ lắng nghe nhiều thông tin và nó bị loãng và khiến cho cái việc làm nhà chúng ta nó trở nên lấn cấn. Thì hãy lựa chọn một đơn vị chuyên gia mà có cái sự am hiểu về kiến thức học thuật về phong thủy cũng như về kiến trúc tư vấn thì sẽ trở nên là hiệu quả hơn. Và ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ chia sẻ sâu hơn đến cái việc lựa chọn cái màu sơn như nào sao cho nó đúng. Thường là chúng ta có một số cái quan điểm, ví dụ như tuổi tôi là 1956 bính thân là nạp, tôi là mệnh hỏa thì tôi sơn cái màu sơn cho ngôi nhà như thế nào, hay là con tôi là 1989 là kỷ tỵ là mệnh mộc thì con tôi sơn màu gì, hay là rất nhiều các bạn đặt câu hỏi đến chương trình, đặt câu hỏi đến Phong Thủy Tâm Nguyên là em sinh năm 1991 là mệnh thổ, chồng em là sinh năm 88 mậu thìn là mệnh mộc, thì hai vợ chồng em là một mộc là một thổ thì không biết bây giờ sơn màu gì ạ. Đấy, thì một trong những cái suy nghĩ như vậy khiến cho việc Đức Trung cũng như là thầy Tâm Nguyên phải thường xuyên chia sẻ để giúp các cô chú chị hiểu rõ hơn. Thì cơ bản chúng ta hiểu như thế này nhé, có hai cái tư duy mà chúng ta cần bóc tách. Thứ nhất là sơn, ở đây là sơn cho cái gì, chúng ta sơn cho bản thân cô chú anh chị hay là sơn cho cái nhà. Rõ ràng một điều, chúng ta sơn cho cái nhà, đúng không ạ? Sơn cho cái nhà thì cái nhà là chủ thể, bởi vậy cho nên rằng là nó chưa phải là cái việc quan điểm là tuổi tôi mệnh này tôi mệnh kia thì sơn cái màu này có đúng không, hay là tôi thuộc cung mệnh này tôi cung mệnh kia, hay là tôi đông tứ trạch tôi tây tứ trạch là tôi sơn cái màu này có đúng không. Tất cả những quan điểm đấy nó chưa chính xác. Cái nhà là chủ thể, do đó chúng ta xét, ở đây là xét cái nhà. Và để làm thế nào chúng ta lựa chọn được màu sơn cho cái nhà thì nó phải căn cứ trên cái việc tọa và hướng của ngôi nhà đó như thế nào. Nhắc lại các cô chú anh chị, đó chúng ta phải căn cứ vào yếu tố tọa và hướng của ngôi nhà đó là tọa hướng gì thì chúng ta mới quyết định được cái màu sơn của ngôi nhà. Tất cả những cái nguyên lý liên quan đến màu sơn của ngôi nhà nó đều căn cứ trên cái yếu tố về âm dương ngũ hành. Đó, âm dương ngũ hành. Âm dương ngũ hành đối với việc ngôi nhà. Thế thì âm dương ngũ hành đối với cô chú anh chị thì như nào? Liệu có phải là tôi mệnh này, tôi mệnh kia thì tôi sơn màu này, màu kia có đúng không? Cũng không phải nốt. Âm dương ngũ hành đối với cô chú anh chị để cái việc lựa chọn màu sơn sao cho phù hợp thì cái màu sơn đấy đó là sơn cho phòng ngủ của cô chú anh chị và các bạn, chứ không phải là sơn cho cái nhà. Sơn cho cái nhà ở đây Đức Trung sẽ chia sẻ đến các cô chú anh chị sâu hơn với việc sơn màu sơn mặt tiền và sơn bên trong nội thất. Tức là chúng ta nói đến màu sơn ngoại thất và sơn nội thất ạ. Còn đồ sơn cho cô chú anh chị thì chúng ta phải nhắc đến cái màu sơn của phòng ngủ. Và sơn của phòng ngủ thì chúng ta căn cứ vào nguyên lý nào? Sơn của phòng ngủ tức là sơn màu của liên quan đến bản thân cô chú anh chị ấy, thì cũng không phải căn cứ theo việc là tôi mệnh này tôi mệnh kia, tôi 84 giáp tý mệnh kim tôi sơn màu trắng màu vàng có đúng không, hay là tôi 88 mậu thìn là mệnh mộc tôi sơn màu thủy để thủy sinh mộc, hay là màu mộc có đúng không, cũng không phải nốt. Cái việc mà lựa chọn cái màu sơn cho phòng ngủ của cô chú anh chị thì nó căn cứ vào bát tự dụng thần, nó căn cứ vào ngũ hành của bát tự dụng thần để quyết định. Đấy. Chúng ta đi vào cái kiến thức đầu tiên liên quan đến sơn cho ngôi nhà trước nhé. Sơn cho ngôi nhà thì Đức Trung nói là liên quan đến cái việc là căn cứ vào tọa hướng của ngôi nhà. Căn cứ vào tọa hướng ngôi nhà thì chúng ta căn cứ vào cái việc ngũ hành của hậu thiên bát quái của ngôi nhà đó để chúng ta quyết định màu sơn. Ví dụ chúng ta biết rằng là phương Bắc thì tức là phương Khảm có ngũ hành thuộc thủy, đúng không ạ? Phương Nam là phương Ly ngũ hành thuộc hỏa, phương Đông là phương Trấn ngũ hành thuộc mộc, phương Tây là phương Đoài ngũ hành thuộc kim. Tương tự như thế, đó là chúng ta có Đông Nam là Tốn ngũ hành thuộc mộc, Tây Nam Khôn ngũ hành thuộc thổ, đúng không ạ? Rồi Tây Bắc là Càn ngũ hành thuộc kim và Đông Bắc là Cấn ngũ hành thuộc thổ nốt. Do đó chúng ta phải căn cứ vào tọa và hướng của ngôi nhà xét theo ngũ hành của hậu thiên bát quái để chúng ta quyết định đến cái màu sơn của ngôi nhà. Vì rằng là ngũ hành của màu sơn ngôi nhà căn cứ việc là nguyên lý là lấy khí của hướng để bổ cho tọa, đúng không ạ? Lấy khí hướng bổ cho tọa, lấy khí của hướng để bổ cho tọa. Vì rằng là chúng ta thu cái yếu tố về thiên khí ở phía đằng trước là ngôi nhà, đúng không ạ? Là hướng của ngôi nhà để chúng ta bổ khí cho cái phần tọa ngôi nhà phía sau để ngũ hành nó được loan hoàn. Cái điều đấy là điều vô cùng quan trọng. Do đó chúng ta cần phải xác định được cái ngũ hành của phần hướng của ngôi nhà là gì và ngũ hành của phần tọa ngôi nhà là gì, và từ đó chúng ta đưa ra được cái lối nguyên tắc về sơn màu sơn cho cái phần sơn ngoại thất và sơn nội thất, tức là sơn cho mặt tiền và sơn cho nội thất phòng khách như thế nào, cũng như là sơn cho phần khu phòng bếp như thế nào để được việc phần khí được bổ khí cho nhau. Lấy một cái ví dụ
Ví dụ như là ngôi nhà của tôi là ngôi nhà tọa nam và hướng bắc, đúng không ạ? Do đó chúng ta biết rằng là tọa nam tức là tọa ly và ngũ hành thuộc hỏa, và hướng là hướng bắc là ngũ hành thuộc thủy, đúng không ạ? Do đó rằng là cái phần hướng của ngôi nhà ngũ hành thuộc thủy, phần do đó rằng là cái màu sơn của mặt tiền là chúng ta phải thu được cái khí của thủy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải dùng cái màu sơn là một con của thủy, tức là thủy nó sẽ sinh ra mộc, đúng không ạ? Do đó rằng sơn của mặt tiền là chúng ta sẽ sử dụng những màu sơn chủ đạo là sơn của hành mộc, ví dụ như màu xanh lá cây, màu xanh lục, hoặc là màu xanh lá mạ, xanh nõn chuối, đúng không ạ? Để chúng ta sơn cho cái màu sơn của mặt tiền. Kết hợp với đó là những cái họa tiết cũng như là những cái trang trí của ngũ hành thuộc thủy để thủy sinh mộc, tức là phối kết hợp ở đây là cái cục thủy mộc để chúng ta sơn cũng như trang trí họa tiết lan can hay là các cái hình khối cho cái mặt tiền. Đó chúng ta sử dụng cái màu sơn là màu sơn thuộc mộc, cũng như là những cái đường phào chỉ hay những cái họa tiết lan can hay những cái hình khối đó chúng ta sử dụng màu hành thủy. Đấy. Chúng ta đi tiếp vào phía bên trong, đúng không ạ? Thủy sinh mộc và mộc sẽ tiếp tục là sinh ra hỏa, tức là bổ khí cho cái phần tọa của ngôi nhà, đúng không ạ? Do đó rằng là tiếp theo đi vào trong ngôi nhà. Đi vào trong ngôi nhà thì cái màu sơn của cái phòng khách, đúng không ạ? Màu sơn phòng khách đó chúng ta tiếp tục sử dụng cái lối, đó là cái lối màu sơn của cái cục đó mộc hỏa, đúng không ạ? Đó là cái màu sơn của phòng khách đó, chúng ta sẽ sử dụng những cái khối màu sơn của ngũ hành thuộc mộc kết hợp với lại những cái họa tiết, cái phào chỉ trang trí đó là ngũ hành thuộc hỏa, đúng không ạ? Ví dụ như chẳng hạn cái màu gạch, đúng không ạ? Màu gạch đó chúng ta cũng sẽ lát những cái màu gạch để nó tương ứng với cái cục nó mộc hỏa, rồi là trần thạch cao hay là những cái họa tiết trang trí trong ngôi nhà chúng ta sử dụng các cái khối liên quan đến cái cục mộc hỏa, đúng không ạ? Thì nó sẽ tạo cái vòng tuần hoàn giữa cái việc nó thủy sinh mộc và mộc sinh hỏa, thì nó sẽ giúp cho cái ngôi nhà chúng ta nó hài hòa và đảm bảo cái yếu tố về ngũ hành. Tương tự như thế với các cái khối tọa hướng của ngôi nhà, ví dụ như là tọa đông và hướng tây, tọa đông thì ngũ hành thuộc mộc, đúng không ạ? Hướng tây ngũ hành thuộc kim, và kim thì sẽ sinh ra thủy và thủy sẽ sinh ra mộc. Do đó là cái sơn mặt tiền chúng ta sẽ dùng cái khối đó kim thủy, và đi tiếp vào trong phòng khách rồi chúng ta sẽ dùng cái thuận lối đó là lối là thủy mộc. Và cứ như vậy với các cái trường hợp tọa hướng khác chúng ta đều căn cứ luận giải như vậy. Và đặc biệt là nếu như cái việc mà luận giải như này, chúng ta cần phải có cái kiến thức liên quan đến phong thủy chẳng hạn, ít nhất là âm dương ngũ hành, tính ứng dụng nó như thế nào, thì thứ nhất cô chú anh chị cũng có thể bổ sung bằng cách là theo dõi lại cái video liên quan đến khóa xây dựng ekip của thầy Tam Nguyên trên YouTube để chúng ta nắm lại cái kiến thức về ngũ hành cũng như tính ứng dụng của ngũ hành. Hoặc là các cô chú anh chị cũng có thể gọi điện đến số 1900292 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn để tư vấn giúp các cô chú anh chị một cách kỹ càng hơn. Hoặc chúng ta cũng có thể rằng là lựa chọn cái giải pháp đó là bộ hồ sơ tư vấn phong thủy của Phong Thủy Tam Nguyên. Cái phần liên quan đến cái họa tiết trang trí trong cái bộ hồ sơ cũng được thể hiện rất rõ, liên quan đến họa tiết ngoại thất và nội thất được trang trí như thế nào cũng sẽ thể hiện rất là rõ ràng luôn trong cái bộ hồ sơ tư vấn phong thủy này. Thì các cô chú chị cũng có thể là xem cái hình ảnh được diễn giải trên video thì chúng ta sẽ cụ thể hơn cái phần kiến thức liên quan đến ngôi nhà. Do đó là thứ nhất chúng ta nhắc lại cái quan điểm đó là không phải là căn cứ vào tô mệnh này tô mệnh kia mà sơn cho cái nhà màu gì đâu, căn cứ vào tọa hướng của ngôi nhà để xác định ra yếu tố về ngũ hành khí của hướng và tọa, tiếp tục chúng ta suy ra được cái màu sơn của cái phần ngoại thất và nội thất dựa trên cái việc lấy khí của hướng để bổ cho tọa. Đấy là cái một trong những cái nguyên lý hàng đầu, nguyên lý quan trọng trong việc chúng ta ứng dụng phong thủy để sơn cho ngôi nhà nhé. Như vậy rằng là đối với một cái ngôi nhà, ví dụ hạn chúng ta có thể thấy là ngôi nhà chúng ta có ngôi nhà ống và ngôi nhà vườn, đúng không ạ? Ngôi nhà ống thì hầu hết chúng ta sơn cho mặt tiền, còn hai bên tiếp giáp thì nó có thể là hai bên mặt thoáng hoặc là hai bên tiếp giáp với những ngôi nhà xung quanh. Do đó quan trọng nhất là sơn mặt tiền thôi. Còn đối với những ngôi nhà vườn thì chúng ta có thể thấy rằng có khá nhiều những cái mặt thoáng, hai mặt thoáng, ba mặt thoáng, thậm chí là bốn mặt đều thoáng luôn, thì chúng ta đều căn cứ theo nguyên tắc màu sơn như vậy nhé. Đấy, còn nếu như đối với ngôi nhà ống thì chúng ta quan trọng nhất là sơn mặt tiền, còn hai bên hầu hết chúng ta sơn chống thấm thôi ạ, đúng không ạ? Bởi vì hai bên rồi cuối cùng người ta cũng xây chèn vào thì chúng ta không có mất công chúng ta sơn làm gì, sơn là sơn mặt tiền thôi. Còn nếu như đối với ngôi nhà vườn mà tiếp giáp với nhiều mặt thì chúng ta đều vẫn sơn theo nguyên tắc như thế hết. Đó, chúng ta đều căn cứ vào tọa và hướng của ngôi nhà nhé. Cái quan điểm thứ hai đó là quan điểm liên quan việc thế tôi sơn cái màu sơn phù hợp với tôi thì sơn cái màu gì. Cái màu sơn phù hợp với cô chú anh chị thì sẽ sơn trong phòng ngủ. Sơn trong phòng ngủ chúng ta căn cứ vào cái màu sắc của dụng thần bát tự. Vì rằng là mỗi người sinh ra thì đều có cái niên nguyệt nhật thời ấn định, tức là năm tháng ngày và giờ sinh ấn định. Năm tháng ngày giờ sinh ấn định đó ấn định cái vị trí tương đối của kim mộc thủy hỏa thổ tinh trong cái hệ tương quan trong hệ mặt trời, và từ đó cái hệ
cái lượng hóa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tác động vào trong thân mệnh của cô chú chị cũng được xác định vào cái thời điểm đấy. Do đó rằng là mỗi người sinh ra thì đều có cái lượng hóa ngũ hành trong thân nó khác nhau và hầu hết chúng ta rơi trạng thái nó không cân bằng. Do đó cái việc ứng dụng phong thủy bát tự hay là còn gọi là tứ trụ để chúng ta tìm ra được cái ngũ hành khuyết thiếu ở trong thân để chúng ta bổ vào. Cái ngũ hành khuyết thiếu trong thân đó chúng ta gọi là dụng thần, có thể là vượng quá hoặc có thể là nhược quá và chúng ta đều cần phải bổ vào để đưa về cái trạng thái thăng bằng, đưa trạng thái cân bằng. Thì cái ngũ hành trong thân khuyết thiếu đó chúng ta gọi là dụng thần đấy, thì tất cả cái màu sắc liên quan đến dụng thần nó chi phối cái màu sắc mà các cô chú anh chị sử dụng. Ví dụ như màu sắc để cho sơn phòng ngủ, hay màu sắc chăn ga gối đệm, hay màu sắc trang phục, hay màu sắc của phương tiện đi lại, chúng ta đều căn cứ vào cái ngũ hành của bát tự dụng thần, chứ không phải là tôi mệnh này tôi mệnh kia. Cái mệnh này mệnh kia nó gọi là nạp âm bản mệnh. Cái nạp âm bản mệnh thì nó giống như cái việc cái lời nói chúng ta nói ra thế thôi. Thì cái việc mà hai cái nạp âm bản mệnh nó có sự tương hợp hoặc tương khắc thì nó khiến cho cái việc là trong cái cuộc sống, cái lời ăn tiếng nói của chúng ta có được hòa hợp với nhau hay không, thì cái việc đấy là cái việc mà chúng ta lựa chọn để tuyển chọn ngày giờ hay là tuyển chọn ekip những người làm việc cùng để tạo ra cái sự hòa hợp trong cái quá trình chúng ta làm việc, chúng ta sinh hoạt, chúng ta sinh sống. Còn đâu cái việc màu sắc để bổ sung vào thân mệnh để giúp cho thân mệnh chúng ta trở nên là vượng, chúng ta khỏe và chúng ta tạo ra cái sự bứt phá trong cái công việc, cuộc sống hay nghề nghiệp, thì cái màu sắc đấy là căn cứ vào cái bát tự dụng thần. Bởi vậy cho nên cần phải căn cứ đầy đủ vào năm tháng ngày và giờ sinh thì mới có thể quy ra được cái màu sơn phòng ngủ nó là màu sơn gì. Thì tương tự như thế, những cái trang sức, những cái màu sắc quần áo hay là chăn ga gối đệm, hay màu sắc của phương tiện đi lại, hay là những cái vật dụng phong thủy hay cầu đá thạch anh chúng ta sử dụng thì đều căn cứ vào cái dụng thần đấy. Hay đặc biệt là cái việc là quyết định đến cái định hướng nghề nghiệp, sự nghiệp của chúng ta thì cũng đều căn cứ vào cái màu sắc, đều căn cứ vào cái ngũ hành của hỷ dụng thần cả, chứ không phải là tôi mệnh này tôi mệnh kia. Thì do đó rằng là cái bát tự dụng thần nó rất là hay để chi phối được nhiều thứ. Thì cũng tiện đây nhắc luôn các cô chú chị về cái việc là cái màu sắc, cái ngũ hành của hỷ dụng thần đấy cũng quyết định đến cái nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Thì các cô chú chị cũng có thể tham khảo cái hồ sơ định hướng nghề nghiệp mà Phong Thủy Nguyên có đưa ra trong thời gian này để chúng ta có những cái quyết định chính xác hơn trong cái định hướng nghề nghiệp của mình thì rất là tốt. Các cô chú chị cũng có thể là nhìn thấy cái bộ hồ sơ định hướng nghề nghiệp ở trên màn hình. Bởi vậy cho nên rằng là cái quyết định cái màu sơn trong ngôi nhà thì Đức Trung nhắc lại có hai cái quan điểm. Thứ nhất là sơn cho ngoại thất và nội thất, tức là sơn mặt tiền và sơn phòng khách, chúng ta căn cứ vào tọa hướng ngôi nhà. Còn nếu sơn cho cô chú chị, chúng ta sơn cho phòng ngủ, và sơn trong phòng ngủ chúng ta căn cứ vào cái bát tự hỷ dụng thần để chúng ta quyết định. Thì tất cả những cái nguyên tắc đấy thì cũng được thể hiện rất rõ trong cái bộ hồ sơ tư vấn phong thủy này, thì các cô chú chị cũng có thể lưu tâm để mà lựa chọn dịch vụ tư vấn sao cho chính xác. Tại vì sao? Tại vì rằng là Đức Trung cho rằng quan điểm của chúng ta mỗi một người thì đều có một năng lực riêng, mỗi người đều có một chuyên môn riêng, và chúng ta phát triển chuyên sâu cái chuyên môn đấy thì sẽ giúp cho chúng ta đạt cái sự thịnh vượng trong công việc và trong cuộc sống và hạnh phúc hơn. Người ta nói rằng là một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đúng không ạ? Chúng ta biết chín nghề không bằng chúng ta chuyên sâu một nghề. Do đó rằng là đối với bộ môn văn phương đông và bộ môn phong thủy thì chúng ta hãy để đơn vị chuyên gia tư vấn thì sẽ kỹ càng hơn, chúng ta dành thời gian chúng ta học để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái quan điểm, tức là chúng ta minh định được những cái quan điểm đúng, chúng ta biết định hướng được những cái quan điểm đúng, quan điểm chính xác mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Còn để nghiên cứu một cách chuyên sâu để trở thành master thì chúng ta cần có thời gian rất dài, giống như thầy Tam Nguyên nghiên cứu về bộ môn phong thủy này cho đến bây giờ cũng được hơn 15 năm. Do đó rằng là liên tục ngày nào cũng nghiên cứu, ngày nào cũng trau dồi, ngày nào cũng kiểm chứng, ngày nào cũng thực nghiệm thì nó khác. Do đó rằng là mỗi người một chuyên môn, mỗi người một cái chuyên khảo khác nhau, thì chúng ta nếu như cái gì chúng ta không biết thì hãy đặt niềm tin vào đúng đơn vị tư vấn thì sẽ kỹ càng hơn. Và nếu như cái việc mà thiết kế kiến tạo nên không gian ngôi nhà của chú chị đồng thời với những cái nguyên tắc trong cái việc phong thủy trong ngôi nhà như nào, nếu cô chú chị không có nắm được thì hãy lựa chọn đơn vị tư vấn để chuyên gia để tư vấn sẽ kỹ càng hơn. Và đối với Phong Thủy Tam Nguyên chúng tôi luôn tự tin vào cái sản phẩm của mình, đó là bộ hồ sơ tư vấn phong thủy này, thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu thực sự cặn kẽ cũng như rất khoa học minh bạch về cái yếu tố phong thủy cho ngôi nhà chúng ta như thế nào. Và để chi tiết hơn về cái bộ hồ sơ này cũng như những cái chia sẻ thêm về những cái trăn trở băn khoăn của cô chú chị về những cái kiến thức phong thủy, hãy gọi điện đến số 1900292 và bấm nhanh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn của thầy Tam Nguyên tư vấn một cách kỹ càng hơn. Hoặc các cô chú chị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng của Phong Thủy Tam Nguyên tại cả ba địa chỉ lớn, trụ sở của Phong Thủy Tam Nguyên tại đó. Thứ nhất là tại Hà Nội, chúng ta đến với tòa nhà 34T đường Hòa Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta ghé qua địa chỉ là số 778/5 đường Nguyễn Kiệm,
ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc đối với thành phố Đà Nẵng chúng ta ghé qua đó tòa nhà ACB tại tầng 12 của tòa nhà ACB nha. Ở thành phố Đà Nẵng thì tại đó đều có những đội ngũ trợ lý nắm vững học thuật, nắm vững kiến thức cũng như là rất tận tâm trong việc hướng dẫn cô chú anh chị kỹ càng hơn. Đấy, đây là cái video mà Đức Trung nhắc lại đến những cái nguyên tắc liên quan đến màu sơn cho ngôi nhà. Và chúng ta rõ ràng quan điểm, chúng ta yên tâm hơn trong quá trình làm nhà. Và để hiểu rõ hơn thì hãy để đội ngũ chuyên gia tư vấn thì sẽ giúp cho ngôi nhà của cô chú chị yên tâm hơn nhé. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Đức Trung xin chào.